Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Anh chị em thân mến, dù ngôn con chiên lạc mà ta vừa nghe trong bài tin mừng cho ta thấy được tình yêu và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Mặc dù tác giả tin mừng không có đề cập đến lý do vì sao con chiên bị lạc, nhưng mà có những giả thiết được đưa ra để giúp cho ta thấy được sự vĩ đại của tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, cách riêng là đối với các tội nhân. Giả thiết thứ nhất, đó là con chiên nó đi lạc là bởi vì nó có vấn đề về thể lý. So với các con khác ở trong đàn, nó là con chiên yếu nhất. Khi mà lên đường để đi tìm thức ăn, thì vì sức khỏe yếu cho nên nó không có theo kịp các con khác và nó bị bỏ lại phía sau. Và thế là nó bị lạc. Rồi giả thiết thứ hai, có thể là con chiên bị lạc vì nó có vấn đề về cái đầu. Đối với các con khác khi bị lạc, thì chúng biết cách để tìm về lại với đàn của nó. Còn riêng với cái con chiên này thì nó chậm chạp, nó chậm trí hơn so với các con khác, nên nó không có khả năng nhận ra mình bị lạc. Và khi thấy mà mình bị lạc thì lại không có biết cách để tìm đường mà quay trở về. Rồi một giả thiết khác đặt ra đó là con chiên lạc là vì nó gặp tai nạn. Trong lúc mà đi tìm thức ăn thì nó bị trượt chân và rớt xuống một cái hố sâu nào đó. Và nó tìm cách để mà thoát ra nhưng không được. Thế ba cái giả thiết này để cho chúng ta thấy rằng đây là con chiên nó kém phẩm chất hơn so với các con khác. Thế cứ sự thường thì ông chủ giàu có này, nếu mà việc bỏ cái con chiên kém phẩm chất này đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái gia tài của ông ta cả. Mặt khác, nếu mà ông ấy lên đường để đi tìm con chiên đó thì có thể gây ra cho ông những cái hệ lụy không tốt như là mất thời giờ, là tốn công sức. Rồi lên đường chắc gì đã tìm thấy con chiên của mình, thậm chí có thể ông gặp những cái tai họa. Tuy nhiên, ông chủ đã cất công lên đường để đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc đó. Và khi tìm được rồi thì ông hết sức vui mừng. Niềm vui của ông khi tìm lại được con chiên đi lạc này còn lớn hơn cả 99 con không bị lạc. Vậy thì lý do nào khiến ông ta lại vui như vậy? Thì bài tin mừng này cũng không có nói cụ thể. Nhưng mà khi chúng ta đối chiếu với những đoạn song song ở trong các cái tin mừng khác, như là tin mừng Luca chẳng hạn, thì ta sẽ thấy rằng ông chủ vui đơn giản là vì con chiên lạc đó là của ông. Nó thuộc về ông, nó là một phần của đời ông. Ông sẽ ăn không ngon, ngủ không yên chừng nào ông chưa tìm thấy được con chiên đó. Anh chị em thân mến, từ cái hình ảnh con chiên lạc này, Chúa Giêsu đưa ra kết luận rằng cũng vậy, Cha anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Và kẻ bé mọn ở đây là những kẻ thấp cổ bé miệng trong xã hội, là các cô nhi quả phụ, là khách ngoại kiều. Kẻ bé mọn còn là những người thu thuế, những cô gái điếm, những bệnh nhân mà các kinh sư hay là những người pha-ri-sêu thường xếp vào hàng ô uế và quân tội lỗi cần phải tránh xa. Trong khi mà người ta chủ trương giữ khoảng cách
thậm chí là loại trừ với những hạng người này, thì Chúa Giêsu lại đến gần với họ. Và không chỉ đến gần, Ngài còn trò chuyện và cùng ăn cùng uống với họ. Họ chính là lý do mà Chúa Giêsu đến trong trần gian này, khi Ngài quả quyết rằng: ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa ta đón chờ Chúa đến. Khi suy niệm bài tin mừng này, ta lại thấy rằng không phải ta chờ đợi Chúa, mà chính Chúa đang chờ đợi ta. Ngài như vị mục tử tốt lành, luôn yêu thương và chăm sóc cho mỗi người chúng ta là đoàn chiên của Ngài. Dù ta tội lỗi xấu xa đến đâu, thì Ngài cũng không bao giờ bỏ ta, nhưng luôn lên đường để kiếm tìm và đưa ta về hưởng hạnh phúc, niềm vui và bình an. Ta tạ ơn Chúa vì tình yêu lạ lùng mà Chúa đã dành cho ta. Xin Chúa cho mỗi chúng ta, một khi cảm nghiệm được tình yêu hạ mình thẳm sâu của Ngài, ta cũng biết cúi mình xuống để yêu thương, để nâng đỡ người khác, cách riêng là những người đang gặp khó khăn, thử thách trong đại dịch này. Amen.